bộ tiếp theo đúng không mọi người? Không, vì sắp tới wow, Tết rồi, được lì xì. Ủa, không được chọn à? À, tất cả đều mạnh giá được với nhau. Hy vọng trong này mở ra là tiền chứ không phải mở ra là nhiệm vụ. Em nghĩ là mở ra trong này sẽ là nhiệm vụ mất. Wow, muốn kinh nghiệm đi chuyển tình bạn. Chẳng không có gì dễ dàng đối với anh chị. Mừng năm mới 2021, chúc bạn 12 tháng phú quý. 265 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 thành công, 31.536.000 giây an lành. Bạn hãy lật ra mặt sau và điều đặc biệt đang ở đó. Đâu, mở cái à, phải mở cái này ra. Một năm mới chị Trinh sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nha. Trời, chị Trinh đoán là tụi em thật là dễ thương. Tụi em sẽ tặng gì cho chị Trinh với câu này, chị đoán thử. Chị Trinh nghĩ là nếu mà xinh đẹp hơn thì tặng cái son môi hay là tặng hộp phấn hả? Hay tặng lông mi giả? À, chị Trinh không có lông mày, bình thường tại trong lông mày thì tặng đồ lông mày. Đây là đúng rồi, tụi em nhìn tặng. Ôi, à, cái kẹp tóc. Nhưng mà tưởng tặng cái son môi. Đây, tụi mày không có chân mày, mình nghĩ có chân mày thôi. Rút te chứ. Vậy chị Trinh cũng chúc lại cho ban biên tập, ban truyền thông, media. À, những người đã giúp cho câu chuyện của Tái Tình Hoàn Mỹ đi đến gần hơn với các bạn fan, giúp cho tất cả các chàng trai của chúng ta và các bạn khán giả yêu thương của Tỏ Tình Hoàn Mỹ và các cô gái sắp sửa xuất hiện trong chương trình nữa. Một năm tân sửu y như cái tên của năm luôn, tân là mới, cái gì cũng mới. Sửu á không phải là mình lì như trâu đâu nha, mà mình chăm chỉ, mình cần cù, mình hiền hòa, mình sẽ đón nhận mọi khó khăn bằng cách là nỗ lực sắp pha cây ruộng vượt qua nó, chứ mình không có né tránh. Mình sẽ có một năm để chăm chỉ hơn, khỏe hơn, lì lợm hơn để bù đắp lại cho một năm rất nhiều những biến động đã qua. Chúc mừng năm mới cho tất cả chúng ta, một năm chúng ta sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều đặc biệt là một điều trong không. À, bóc ra. Ok, mở rồi gì ạ? Đáng dễ mà. Cố gắng mở ra làm cái mũi mở ra. Em thấy rồi. Mình quá. Hôm nay em là hoàng tử vậy ạ? Thôi em xé rách mất từ dưới rồi. Cầm máy cái này. Em có xé đi. À, xé là cái mặt trong của chiếc. Ok, ở đây thôi. Đọc to lên nào. Mong năm mới nhập sẽ tốt nghiệp và được chứng nhận bằng lái máy bay nha. Ok, em lái chị nào ở đây? Em đoán được cái này. Câu này. Em đoán là chắc là tặng em một chị ấy trong biên tập chương trình hay là chị quay phim, chị đúng không? Chị có chồng chưa? Hả? Thẳng các bạn. Chồng chưa? Chị có chồng chưa? Em hỏi chị thật mà, chị có chồng chưa? Chị mới về. Chồng đây. Đây là không phải nhận chị. Đây là robot biến hình ạ. Đây các bạn rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhân dịp năm mới Tết đến thì chúc tất cả mọi người đang xem chương trình có một năm mới thật là năm mới Tết đến. Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, chúc mọi người luôn là sức khỏe này, gặp chuyện hạnh phúc, và đặc biệt nhất là hy vọng mọi người sẽ ngày càng thành công và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc năm mới. Ok. Chúc mọi người lại. Cái móc này ra. Wow. Mong năm mới Minty có tức ghê luôn đó trời. Không tặng quà không gì hết, đôi mắt sáng đẹp long lanh hơn nha. Và không có lì xì, không có gì hết luôn á. Thuốc nhỏ mắt ạ? Đây là cái quà Tết. Còn hiếp được chưa vậy ạ? Bà nè, quà Tết. Kiểu em đúng em giận anh chị luôn á. Ăn đi cho nó bổ, ăn gì bổ đấy bà. Ăn đi anh. Quà Tết này. Em hay ăn này lắm. Mà phải gọt. Ê, anh nhìn ra đâu, anh nhìn ra đâu luôn. Đưa lên cái áo của Hobi. Đây mọi người, đây đúng rồi, cái này nên tặng em mới đúng ấy. Anh nhìn ra đâu luôn. Đây cái tin hiện lên trên nhà. Em nhiệt lắm rồi. Mình thấy đọc to lên nè. Năm mới mặn mồi và đa sắc lên nha. Ok. Em nghĩ là tụi chị sẽ tặng cho em món quà gì với câu chúc này. Năm mới mặn mồi, em nghĩ là hôm nay em được tặng nước mắm thôi. Em đoán đúng không? Nước mắm nhỉ? À, món quà của em là một hộp màu tô. Hộp màu tô rất là dễ thương, mà kiểu như là mình được gọi nhớ là kỷ niệm hồi xưa rất là
cầm bút chì vẽ bậy lên tường. Bây giờ là kỷ niệm rồi về. Giờ em cảm ơn chương trình nhé. Và chúc chương trình năm mới vui vẻ. Và chúc tất cả các bạn đang xem video này một năm mới vui vẻ an lành. Nào, tôi dán. Bây giờ mình mở sao? Mở ra là mở ra luôn. Một bắp màu trắng thôi, bắp màu trắng. Bằng dính nhỏ nhỏ. Cái gì? Ra rồi. Mong năm mới Soho sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp với chú cuốn bia. Ôi! Sao biết hay vậy? Đây, ở nhà mình có một bé bu đồ tên là Bia. Mẹ đã rất là nhiều kỷ niệm với mình và có thằng năm mới năm nay hỏi năm mới chúc cậu năm mới có nhiều bài hit năm mới chúc anh càng ngày đẹp trai cao to anh đừng hiểu hồi đỏ sao đỏ vậy anh ok chúc mừng năm mới happy birthday anh đi 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 năm mới danh hả ôi sao đi đi ngoài kìa để em ngồi đây được sao ngoài nha à. Em nghĩ chắc cũng đẹp quá. Đây là món quà dành cho em. Đúng là nó cùng tên với con cuốn của em đó. Đúng rồi, con bia là mình đặt nó từ đặt tên cho nó là từ một lần mình đi nhậu. Mình thấy mình nên đặt cho nó tên gì bây giờ thì mình sang thấy chai bia. Chị đáng yêu quá. Anh em ơi. Nhậu đi. Mở như thế nào vậy? Phía sau á. À như thế này nhỉ? Không, em có cái gỡ bóc trắng. Bóc trắng là trắng. Nhìn trên kia nhưng mà nó bị ép lại luôn rồi. Ờ, người mình chỉ ghê này. Mong tiếng là năm mới sẽ mạnh mồi hơn nha. Ồ, cảm ơn. Em cũng hy vọng rằng năm mới em sẽ mạnh hơn. Đây, đó là rất là ý nghĩa về em sẽ cho mày nha. Thứ nhất là muốn ăn để chống cú cổ và thứ hai là làm sạch răng miệng trong mùa Covid nè. Và thứ ba là cho mặt hơn. Happy New Year. Chúc tất cả mọi người một năm mới luôn bình an hạnh phúc và có thật nhiều tình yêu. Mời sao ba? Lột ra em lột. À đây. Em phải đọc to lên này. Wow. Cô chúc rất là mong năm mới Osas sẽ nhiều sản phẩm ra mắt và siêu hot luôn nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Sau cái câu chúc đó thì em nghĩ tụi chị sẽ tặng gì cho em sắp tới? Tặng một cái micro. Em đó là cái micro hả? Vâng. Hay là quà năm mới của tụi chị? Wow, năm mới tặng thẳng quả bơ. Hy vọng là sau năm tiếp theo mình không bị mọi người bơ như cái quả bơ này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Quả bơ. Ừ, rồi. Hy vọng rằng sau năm mới mọi người sẽ có một cuộc sống nên thơ như trái bơ này. Để luôn tôi đọc mấy từ số xíu. Mong năm mới Vũ Thịnh sẽ bớt cải thiện lại nữa. Không hề cải thiện nha. Em nghĩ là tụi chị sẽ tặng cái món quà gì với câu đó. Em sẽ nghĩ là em được tặng một quả cà. Đúng không? Đúng rồi, của em chính là những chiếc quả cà. Như chị em nói là đeo cái giọng đó. Kem nghĩ. Mọi người là bị cái mồm em lại. Ok, em sẽ không nói gì nữa trong vừa lòng mọi người. Thôi mà. Em không nói gì nữa. Khu mình. Thôi, nói được đi, cảm ơn mọi người. Là mình có món này là vàng đấy mọi người, phải giấu kỹ. Chứ bây giờ là sổ ra là mất đấy. Sau khi biết là ý nghĩa của món quà này không phải là để tập bọn mà là để bảo vệ sức khỏe của em thì em cảm thấy rất là vui và em xin chúc mọi người trong ekip có một năm mới thật là nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui hơn, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tươi vui và năm mới này show của mình sẽ thật là thành công và mọi người sẽ thật là thành công hơn nữa trong công việc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có gì đâu à, mở ra nữa hả? Năm mới anh cả không biết ước nữa nha. Đáng thì em sẽ tặng luôn cái gì cho mình. Chắc bịch căng giấy quá à. Chắc luôn á. Thiệt á.
biết ngay mà. Đây là món quà năm mới thì em tặng cho anh luôn. Đẳng cấp luôn á, biết liền à. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cái này cảm ơn món quà của chương trình đã gửi tặng cho Phạm Đình Hải Ngân. Chúc cho các anh chị em ekip ở trong chương trình sẽ luôn có nhiều sức khỏe, luôn có nhiều vui và một năm mới sẽ làm có thêm thật là nhiều nữa chương trình hay để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Và còn quý vị khán giả thì Ngân cũng sẽ chúc cho tất cả quý vị một năm mới an lành. Chúng ta sẽ có một năm mới không có còn dịch bệnh nữa, chắc chắn là không còn dịch bệnh nữa, và chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái như chưa từng có không Covid xuất hiện nha. Và chúng ta sẽ luôn có nhiều sức khỏe. Mà em phải làm cái bóc ra hả? Ok ok. À, mong năm mới Lục Huy sẽ tìm được người yêu vũ trụ. Em nghĩ món quà chị tặng em là gì? À, món quà cho mày hả? Đúng rồi, chị sẽ tặng em một món quà làm kỷ niệm năm em mới. Em nghĩ là có thể là cái ống nhòm để em soi lên trên mặt trời ấy, xem là có tìm được người của em trên đấy không? Em làm chiếc tàu vũ trụ. Tuyệt vời. Đó, ấy. Em vẫn định bay mà. Em nghĩ là cái thế giới này cũng khó kiếm được người phù hợp với em. Nên là em nghĩ là mình bay lên trên sao Hỏa. Em sẽ thử yêu không khí hoặc là yêu đất sỏi đá. Nhưng mà cái tình cảm của nó mãnh liệt hơn là với con người không? Vâng, và em hy vọng là với cái tàu này sẽ tìm được tình yêu. À vâng, giờ xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới là mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Và hy vọng là ai cũng sẽ tìm được cái hạnh phúc riêng của mình. Mặc dù là em biết là nó rất là khó khăn, nhưng mà chỉ cần chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ tìm được thôi. Okay. Mọi người năm mới tuyệt vời. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở đây trước mắt anh, đây là cả thế gian.